chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện kiếm hiệp vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay kênh truyện kiếm hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết lửa thù kiếm hận của tác giả trần thanh vân phần thứ hai công phu võ học hôm nay đã gần đến tết trung thu trong thị trấn có phần nhộn nhịp hơn tuy là tết của thiếu nhi nhưng người lớn thường bận bịu nhiều đặc biệt là có một gánh mãi võ bán thuốc trị bệnh và biểu diễn những công phu võ thuật việc bán thuốc để sinh nhai cũng là việc bình thường ở mọi nơi cũng không làm ai chú ý đến nhưng có tiết mục biểu diễn võ thuật làm nhiều người tụ tập lại mỗi lúc một đông hơn nữa những người mãi võ ở đây gồm một lão nhân dáng người khỏe mạnh và một cô gái tuổi chừng đôi tám dáng người đẹp nhu mì không sắc sảo nhưng rất có duyên cũng bởi cô gái ấy mà chỉ mới qua ngày thứ hai đám thanh niên nhất là các võ sinh của các võ đường ồn ồn đổ tới trước là xem cô gái và sau là xem biểu diễn võ thuật trong vòng người đông chật nếu quan sát kỹ là có từng nhóm võ sinh của từng võ đường đứng cùng một chỗ lúc đầu họ quan sát một cách bình thản khi não nhân biểu diễn qua vài công phu cũng chưa phải là thượng thừa nhưng cũng thuộc hạng cao thủ mà các võ sinh đánh giá là vào hạng các võ sư của võ đường là cùng nhưng khi cô gái biểu diễn những bài quyền thuật uyển chuyển và có phần tha thướt hơn là sát phạt nguy hiểm có nhiều loạt hoan hô vỗ tay khen tặng sau khi cô gái biểu diễn xong đám đông chung quanh mặc sức bàn tán la ó rồi trong không khí kích động đó các võ sinh lại sinh tính háo thắng anh hùng hà hiếp quen thói nên khi cô gái cầm cái rổ để nhận tiền khen thưởng thì có một võ sinh của võ đường địa đường môn chụp lấy cái rổ tiền rồi lật úp lại làm cho những đồng tiền rơi vãi để cất tiếng cười mà thôi nhưng khi các đồng tiền vừa rơi vãi tung ra cả đám võ sinh cũng ùa vào đá cho các đồng tiền văng lên cao thì cũng trong lúc đó đám võ sinh của võ đường lâm sơn môn mỗi người vung một đồng tiền nhằm mắt cá chân của võ sinh võ đường địa đường môn tức thì có nhiều tiếng la ơi ới thế là cuộc xô xát bất ngờ diễn ra giữa hai võ đường mặc những đồng tiền rơi vãi dưới đất những người xem liền tháo chạy giãn ra xa để theo dõi sự việc nhưng chỉ có một cô gái mặt mày lem luốc quần áo xốc xích tay cầm một cây gậy như loại che đặc nhỏ mắt che thật nhẵn đen bóng loáng cô gái này chẳng quan tâm đến sự xô xát của đám võ sinh mà cứ lúi húi lượm nhặt từng đồng tiền một đột nhiên đám võ sinh của hai võ đường ngưng tay việc xô xát Chống chăm chăm nhìn cô gái lem luốc xốc xếch đang chăm chú nhặt từng đồng tiền có mấy võ sinh hét lớn này a à đầu ăn mày kia sao dám nhặt tiền của các đại gia cô gái như không nghe thấy mà cứ tiếp tục lúi húi làm công việc nhặt các đồng tiền bỏ vào túi thấy vậy một tên võ sinh bước nhanh tới khi cô gái ăn mày sắp nhặt đồng tiền dưới đất hắn định dậm tay cô gái cho dí luôn xuống đất nhưng chân hắn vừa giơ lên không biết vô tình hay cố ý chiếc gậy của cô ta thọc ngược lên đúng ngay vào nhượng gối làm cho hắn la á lên một tiếng rút ngược chân lên cao như một phản xạ thì đầu kia của chiếc gậy cua ngang vào nhượng chân trụ của hắn làm hắn nghe đau buốt giật mạnh lên thế là hắn mất thăng bằng hai chân đều không chỗ dựa thân hắn liền ngã ngồi ngay xuống đất thấy vậy đám võ sinh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên không biết vô tình hay cố ý gậy của cô gái chỉ xoay lên cua ngang là làm cho một võ sinh té một cách dễ dàng không hiện mà hai tên võ sinh khác từ hai phía liền bước tới để chụp cô ta nhưng thấp thoáng chiếc gậy lại loay hoay thế nào mà hai tên võ sinh này lại một tên té sấp một tên té ngửa còn lạ lùng hơn trước lúc đó một võ sư dẫn đám võ sinh bị té nhào bước tới giơ tay cản đám võ sinh lại rồi bước tới nói với cô gái vẫn đang lượm cho bằng hết những đồng tiền còn rơi vãi trên mặt đất hay lắm a à đầu ăn mày kia hãy tiếp chiêu đây cô gái ăn mày vẫn thản nhiên ngồi lượm tiếp vài đồng tiền cuối cùng còn tên võ sư miệng hô tiếp chiêu là một ngọn cước đã thóc vào ngang mặt cô gái như ánh chớp. Cô gái vẫn ngồi, đầu gậy như mũi kiếm đâm ngang đúng ngay mu bàn chân tung cước của tên võ sư. Chống đòn làm hắn mất thăng bằng trao người chúi mình tới trước. Thì cây gậy trong tay cô gái liền đập mạnh vào lưng hắn nghe hự một tiếng. Cả thân người hắn ngã sấp trên mặt đất chẳng hơn gì đám võ sinh. Hắn lồm cồm bò dậy, quắc mắt nhìn cô gái ăn mày sốc xích mặt nọ lem vừa tức giận vừa sợ hãi cố lấy giọng bình tĩnh tên võ sư hẳn học à ăn mày kia rồi sẽ biết tay ta lúc này cô gái đã nhặt hết những đồng tiền dưới đất rồi đứng lên trước gậy trong tay cô ta cua về phía tên võ sư và đám võ sinh của võ đường địa đường môn nói các ngươi là loài xúc sinh hãy cút xéo đi vừa nói cô ta từ từ tiến về phía bọn chúng như hăm dọa thế là cả bọn thụt lùi rồi tháo chạy trong khi đó bọn võ sinh võ đồng Lâm Sơn Môn cũng lặng lẽ tháo êm Cô gái ăn mày gom hết những đồng tiền thu lượm được đến trước mặt vị lão nhân và cô gái bán thuốc dạo an ủi nói. Lão bá và cô nương hãy nhận lấy hết số tiền này đi. Lão nhân liền xua tay. Cô nương hãy giữ lấy. Lão phu còn có thể đi nơi khác để hành nghề được mà. Cô gái chen vào. Xin cô nương chớ tự chối được cô nương có lòng giúp đỡ can thiệp là phụ tử chúng tôi được phúc lắm rồi cô gái lọ lem giọng ôn tồn nhỏ nhẹ xin lão bá và cô nương đừng bận tâm việc còn con này mà lão bá và cô nương nên dẹp đồ đoàn đi nơi khác là tốt hơn cả vì có thể bọn xúc sinh ấy chúng sẽ đến quấy rầy vì ở thị trấn này chúng luôn luôn gây chuyện hà hiếp chúng đông người và cậy thế huyện quan lão bá và cô nương hãy nghe ta mà đi đi Lão nhân gật đầu đáp Hẳn là chúng tôi biết điều đó Chúng tôi xin đa tạ cô nương Chúng tôi muốn được hân hạnh biết quý danh của cô nương Cô gái xúc xích đưa hết số tiền cho cô gái bán thuốc dạo Rồi đáp lời lão nhân Tiểu nữ là một cô gái ăn mày Sống lang thang đầu hẻ phố chợ Lão bá chớ có quan tâm Lão nhân lắc đầu Lão phu đi vô công còn kém cỏi Xong kinh nghiệm giang hồ cho lão phu nhìn không lầm là đả cẩu bổng pháp của cô nương thật là tinh tế cao siêu. Cô gái lem luốc định nói gì, nhưng lão trận lời trước. Và nếu lão phu không lầm thì cô nương đây có liên hệ mật thiết với bang chủ cái bang có cao danh là Du Thanh Tuệ. Cô gái sốc sách có khuôn mặt trái xoan nại trang điểm bằng những vẹt nọ làm cho khuôn mặt nem luốc đi. Nhưng đôi mắt bổ câu long lanh sáng quắc ở dưới vùng tóc rối nếu không được nhìn kỹ chắc nhận lầm ngay cô ta nghe lão nhân nói vậy liền vui vẻ hồn nhiên nhẹn miệng cười thật duyên ồ lão bá cũng biết dưỡng phụ của tiểu nữ nữa sao lão nhân vui mừng ra mặt à thế hèn gì bổng phóc của cô nương quả tuyệt diệu cô gái chặn lời lão bá chớ khen dưỡng phụ tiểu nữ luôn chê tiểu nữ như chê các loại rượu mà dưỡng phụ của tiểu nữ uống không vừa ý lão nhân chợt hỏi thưa cô nương thế băng chủ vẫn còn ở kinh đô chứ cô gái gật đầu chỉ nơi đó mới có rượu ngon của nhà vua là dưỡng phụ và ý thôi lão nhân cũng cười dù băng chủ uống rượu kén chọn lắm cô gái sốc xếch ngước nhìn lão nhân hỏi vậy chắc lão bá có quen biết với dưỡng phụ của tiểu nữ lão nhân gật cổ đáp có một lần lão phu ân hạnh được tiếp rượu du băng chủ cô gái lại nói xin lỗi Lão bá cao danh quý tính là gì có thể cho tiểu nữ biết được không? Lão nhân gật đầu. Có chi đâu, lão phu đây là trình đỉnh thu. Cô gái như chợt nhớ ra điều gì chặn lời nói. À, phải rồi, tiểu nữ có nghe dưỡng phổ nhắc đến lão bá. Lão nhân vui vẻ tiếp. Thế thì hay quá, lão xin gửi cái này. Lão nhân vừa nói vừa quay vào cái dương đồ loay hoay một lúc rồi cầm ra một bình rượu nhỏ đưa cho cô gái rồi nói. Lão Phu có một bình hồng quân tử gần tám chục năm rồi Phiền cô nương chuyển hộ đến dư bang chỗ Cô gái nhìn bình rượu rồi hỏi lão nhân Mà lão bá có biết tiểu nữ là ai không mà lão bá gửi chứ Lão nhân cười nói Lão Phu đã nhớ ra rồi cô nương đây là Tô Kỳ Lan phải không nào Cô gái ngạc nhiên hỏi Sao lão bá biết Lão nhân chỉnh đỉnh thu đắp ngay trong lần uống rượu với dư bang chủ Lão Phu có nghe băng chỗ nhắc đến tên cô nương với sở thương mến vô cổng. Cô gái sốc sách chính là Tô Kỳ Lan vui vẻ đáp. Thế thì được tiểu nữ đành phải nhận bình rượu quý này. Dưỡng phụ của tiểu nữ khi uống chắc đắc ý lắm. Cả đôi bên cùng vui vẻ cất tiếng cười. Lão nhân thấy anh nữ của lão đang sắp xếp đồ đoạn vở xong liền quay nói với Tô Kỳ Lan. Lão Phu đây chỉ còn một ái nữ tên là Trình Tuyết Thân. Tô Kỳ Lan góp ý thế sao lão bá và cô nương không đình đậu một nơi nào đó để vui sống có hay hơn không lão chỉnh đình thu giọng buồn buồn đáp lão phu cũng muốn vậy song biến cố nơi trình gia trang của chúng ta thì mẫu thân của trình tuyết thân đã mất tích nên lão đây muốn lân la tìm tin tức xem có hy vọng gì không tô kỷ lan gật đầu tiếp à ra thế xin hỏi lão bá phu nhân danh tính là gì biết đâu tiểu nữ có gặp được thì đưa tin cho lão bá Trình Đình Thu ánh mắt sáng lên nói Thế thì quý hóa quá Mẫu thân của Trình Tuyết Hân là Giang Liễu Hạ Nếu một mai trên giang hồ Cô nương có may mắn gặp phải Thì báo tin cho lão Tô Kỳ Lan bằng lòng ngay Được lắm Tiểu nữ sẽ làm y lời lão bá Đôi bên nói chuyện và chờ cho Trình Tuyết Hân Sắp xếp đồ đạc xong thì chia tay Nhưng vừa lúc đó có tám tên võ sư của võ đường địa đường môn ào ạt đi tới Tên võ sư bị đánh ngáo lúc nãy hét lên Tiểu A đầu ăn mày kia hãy xem đây Hét xong ăn liền vung quyền xuất chiêu tấn công ngay vào Tô Kỳ Lan Nàng nhẹ nhàng lách tránh rồi nói Người vô cớ đánh ta Bây giờ kéo theo một lũ vô dụng đến đây để lấy đông hiếp ít phải không Vậy cũng không sao hãy tiến lên một lúc cho vui Lão Trịnh Đình Thu và cô gái Trịnh Tuyết Thân liền tiến lên đứng hai bên Tô Kỳ Lan Nhưng Kỳ Lan nói Lão bá và cô nương đừng dính dấp vào chuyện này Thì ra đi mới yên Để tiểu nữ một mình đối phó với bọn chúng cũng được rồi Không có gì lo ngại đâu Trình Đình Thu và nàng Tuyết Thân còn do dở Thì Tô Kỳ Lan đã nhún người lao vào tấn công đám võ sư kia Buộc bọn chúng cả tám tên phải đối đầu với nàng Trình Tuyết Thân muốn nhảy vào vòng chiến Nhưng lão Trình Đình Thu nắm tay cô ta Nói nhỏ nhẹ Võ công của Tô Kỳ Lan cô nương rất cao siêu hơn nữa đả cậu bổng pháp của cô ta thật ảo diệu. Phụ tử ta chờ xem nếu có gì nguy hiểm, chúng ta trợ thủ thì hay hơn. Lúc ấy Tô kỷ Lan với chiếc gậy đánh chó làm vũ khí. Mới nhìn thì thấy bình thường và có thể không ngờ chiếc gậy ấy lại dám đương đầu với binh khí. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác hẳn. Đả cậu bổng pháp là một môn võ học chỉ có môn đồ của cái bang mới được dạy truyền mà những ảo diệu của nó thì khó đạt tới chỉ những ai có nhiều công phu và được đích truyền mới đạt mức ảo diệu mà thôi ở đây tô kỳ lan là dưỡng nữ duy nhất mà bang chủ cái bang du thanh tuệ rất mực thương mến và dốc hết tâm trí truyền dạy cho nàng hơn nữa tô kỳ lan là một cô gái thông minh trí tuệ hơn người nên lĩnh hội rất nhanh và biết sáng tạo cho bản thân khi giao đấu tám tên võ sư tuy có số người đông nhưng võ công của chúng không vào hạng cao siêu nên tô kỳ lan đàn áp không khó cây đả cầu của tô kỳ lan đâm như kiếm chém như đao lúc đông lúc tây lúc tả lúc hữu, theo thân pháp của nàng mỗi lúc một nhanh chẳng mấy chốc đã có hai tên võ sư chống thương lui khỏi vòng chiến tuy thế sáu tên còn lại vẫn hăng tiết quyết đấu nên nàng vừa đánh vừa nói nếu khôn hồn hãy rút lui ngay nếu không tuân lời đừng trách bản cô nương nặng tay Sáu tên võ sư tuy thấy khó thắng được nàng nhưng chẳng lẽ nam nhi võ sư lại thua một cô gái ăn mảy lem luốc. Nên chúng nhìn nhau rồi cùng tấn công một lúc. Tô Kỳ lan hét lớn. Được lắm, mấy con chó này phải què cẳng mới biết ta lợi hại. Thế là thân pháp nàng như chiếc bóng cùng với chiếc gậy thoát vút đi. Là lập tức sáu tên võ sư đều la lên đau đớn. Và cả sáu tên đều ngã nhào xuống đất thật là thảm não. Tô Kỳ Lan ngẩng tay hét lên. Hãy cút mau, chậm thì ta giết hết. Thế là cả bọn võ sư chưa đứng kịp, vội bò một đoạn mới đứng dậy, cùng nhau dìu đi trong sợ hãi mà chúng chưa bao giờ gặp phải. Tô Kể Lan quay qua hai phụ tử trình đỉnh thu rồi công tay chào nói. Tiểu nữ có việc phải đi ngay, lão bá và cô nương cũng nên rời nơi này thôi, xin chào. Nói xong nàng đi ngay trong ánh mắt lưu luyến của hai phụ tử trình đỉnh thu vậy. Tại tổ điếm Hồng Dương ở ngam Ba Đường là nơi thuận tiện cho khách thập phương ghé nghỉ ngơi khi đi qua thị trấn này. Nơi đây khách võ lâm thích đến để dò la tin tức bản tán chuyện võ lâm. Hơn nữa giới võ lâm cũng đến nơi này sau lời qua tiếng lại thường có những cuộc thách thức thi thố công phu tuyệt kỹ nên có lúc cũng vui vẻ, xong có lúc ồn ào làm đổ bàn ghế chén bát của chủ nhân tại Tửu điếm. Bởi lẽ nơi đây giới chính đạo cũng có mà tà đạo cũng có ai đã vào đây thì không phân biệt miễn họ có vàng bạc là được chưa đến trưa mà khách đã đông các bàn đều có người ngồi có bàn một người có bàn hai người và có bàn bốn năm người họ cứ huyên thuyên một cách tự nhiên vì nơi đây vẫn vậy từ trước đến giờ chủ quán và khách nhân đều biết rõ điều ấy tại tửu điếm nhưng phòng lớn nhất là ở phía ngoài vừa rộng lại vừa dài tất cả ở đây đều là bàn tròn, có lẽ bàn tròn cho để gom nhiều khách đến cận. Phòng rộng lớn này thường là ồn ào nhất, nhưng sao giờ đây cả phòng đều có vẻ yên lặng khác thường. Nơi chiếc bàn tròn ở giữa gần phía trong cùng có bốn người đàn ông có mang kiếm và đao, đang to tiếng, mà những người chung quanh đều để ý nhìn về phía họ, hình như đang theo dõi một sự việc gì sắp xảy ra. Một người trong bọn nói với người bên tay mặt. Lúc nãy huynh đài đã thắng kim chảo tào hanh là một lão ma có danh tiếng về chảo công trong giang hồ. Thế mà vẫn không bắt được phi tiêu của huynh đài. Lão đã thua bỏ chạy lại phải trả tiền ăn uống cho chúng ta. Người bên trái chặn lời tiếp. Phải nói cho giang hồ biết là cổ trúc đài chưa bao giờ sử dụng quá ba phi tiêu. Nên nếu ai tránh được ba phi tiêu thì cổ đại huynh không giao đấu mà đành thua. Nên mới có đại danh tam phi tiêu đoạt mệnh cổ trúc đài là thế. Lúc này cổ trúc đài đưa tay vuốt hàm dâu quay nón rậm rạp rồi cười đắc ý nói. ha 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 Lúc nãy ta đã thắng, bây giờ còn gì nữa không quý huynh đệ? Một người trong bọn lại đề nghị. Thế này nhé, ở đây phần đông đều cột tóc trên đầu. Bây giờ nếu có ai bước vào phòng thực cách này trên đầu có cột tóc, nếu cổ đại huynh phóng phi tiêu trong ba mũi mà xuyên tóc người đó, thì tam huynh đệ chúng ta đây đại huynh một tiệc tùy ý. Người này đằng hắng mấy cái rồi tiếp Còn nếu không trúng thì cổ đại huynh cứ âm thầm lặng lẽ trả tiền cho họ ăn uống tùy họ Nếu họ chỉ ăn một cái bánh bao hay uống một bình trà thì cổ đại huynh nhở Còn nếu họ là một đám người cùng ăn với nhau nơi bản đó Thì huynh cũng phải chi trả đủ cổ đại huynh chịu không nào Không để cổ trúc đài trả lời một người kế bên liền lên tiếng trước Thế thì dễ quá mà Người đi vào ai ngờ được hơn nữa họ đi vào đâu có nhanh nhậu đề phòng né tránh gì. Người kia xua tay chặn lời. Ấy ấy. Huynh đệ nhớ rằng những người vào đây hầu hết là giới võ lâm. Tất việc đề phòng lúc nào cũng sẵn sàng. Lại nữa nếu họ bị trúng một phi tiêu thì còn hai cái nữa. Dễ giàu gì họ không đề phòng. Một người kế bên góp lời. Quả thật nơi này thường là giới võ lâm mới bước vào. Nhưng lắm lúc cũng có những công tử tiểu thư hoặc những tên lớn ngớ lang thang ăn mày ăn xin nữa. Người đề nghị giữ vững ý kiến nói Dù cho ai đi nữa Chúng ta cũng cứ cá xem sao Nếu mục tiêu là công tử tiểu thư lớ ngớ lang thang Thì cổ đại huynh gặp hên Còn nếu gặp phải đại cao thủ võ lâm Thì cổ đại huynh không gặp may nữa Cổ trúc đại gật đầu Được lắm Thế cũng công bằng thôi Ta chấp thuận điều kiện chừng nào bắt đầu Mọi người trong tửu điếm nãy giờ cũng đang nghe đám người này đánh cuộc nên khi nghe câu hỏi chừng nào bắt đầu thì mọi người cùng nhìn ra ngoài và chẳng thấy ai đang đi vào cả. Một người bên cạnh cổ trúc đài đắp sau khi quan sát bên ngoài. Bây giờ bên ngoài chẳng có ai vào, thế là công bằng ta bắt đầu đi nhé. Từ bàn ngồi của cổ trúc đài đến cửa vào chừng sáu bước dài. Khách nghe họ cá cuộc như vậy bèn tự động ngồi sang hai dãy bàn sắt bờ vách. Như vậy từ chỗ bàn ngồi của cổ trúc đài nó khoảng trống mấy bàn cho đến cửa ra vào mọi người vừa ăn uống vừa xì xào bàn tán và có ý chờ xem ai là mục tiêu sắp đến trong gian phòng khách thực này quả có khách giang hồ võ lâm mà cũng có công tử tiểu thư tuy nhiên họ không phải là kẻ trói gà không chặt họ cũng không nhiều thì ít đã học võ công nên nghe nói có việc cá cuộc lạ lùng này nên ai cũng nán lại để xem ngay cả những tiểu nhị cũng lấp ló hay tìm chỗ an toàn quan sát nơi bàn mé tường phía kia nơi cái bàn sát tường gần cửa sổ có một cô gái quần áo xốc xích mặt có mấy vệt lọ lem luốc tóc rối lòa xòa và một cây gậy đen bóng có rất nhiều mắt nhẵn như một cây tre nhỏ bên cạnh đó chính là nàng tô kỳ lan nàng cũng đang nghe rõ những điều kiện cá cuộc kia của họ và nàng cũng muốn xem việc này ra làm sao nàng vừa ăn vừa liếc nhìn ra cửa như mọi người vừa lúc đó mọi người hơi nhỏm người lên như muốn nhìn cho rõ người sắp bước vào và cũng là mục tiêu ai cũng thấy một người đang đi vào đấy là một chàng trai nước da sạm nắng có nét phong trần tóc búi ngược lên trên khuôn mặt khôi ngô cương nghị vai mang một túi hành trang lững thững đi vào đến cửa chàng đưa mắt nhìn quanh trong phòng thấy bàn nào cũng có khách chỉ có vài ba bàn ở giữa là còn trống chàng thong thả bước vào thì vút ngọn phi tiêu từ tay cổ trúc đài nhắm phóng vào búi tóc của chàng thanh niên này chàng ta hình như chẳng biết gì nhưng đột nhiên bước nhanh tới trước vừa lúc ngọn phi tiêu vừa tới thế là ngọn phi tiêu hụt phía sau mục tiêu nhưng tiếp liền là ngọn phi tiêu thứ hai đi sau phi tiêu thứ nhất trong nháy mắt nhắm vào đà bước tới của chàng này nhưng cũng lại vừa lúc đó chàng ta vừa ngồi xuống ghế thế là ngọn phi tiêu vụt qua đầu trong gang tấc khi chàng vừa ngồi xuống thì ngọn phi tiêu thứ ba với kình lực mạnh mẽ vút vào đầu tóc của chàng lại một lần nữa chàng ta kéo ghế xích qua một chút miệng gọi tiểu nhị thế là ngọn phi tiêu thứ ba chật mục tiêu chàng ta gọi tiểu nhị đến hai ba lần và khi mọi thực khách trong phòng đều cùng lượt vỗ tay thì tiểu nhị mới chạy ra vừa cởi vừa nói xin lỗi quý khách chúng ta có hơi chậm trễ nhưng quý khách thật là tuyệt vời chàng trai vẫn bình thản đáp tự nhiên Tiểu nhị nói thế là nghĩa gì ta không hiểu Lúc đó lão chủ quán gọi tiểu nhị Nay tiểu nhị hãy vào đưa rượu thịt ra cho khách Tiên tiểu nhị không còn nói gì nữa Vội chạy vào đem những thức ăn thức uống Mà khách gọi đưa ra một cách vui vẻ nhanh chóng Nhưng hắn vẫn không quên liếc nhìn về phía bọn bốn người cổ trúc đài Hắn thấy cổ trúc đài nói với ba người kia Ta thực tế đã thua nhưng chàng trai kia có những động tác vô tình mà né được phi tiêu của ta. Một tên trong bọn nói cũng có thể những động tác vô tình thật đúng lúc thì thành tuyệt diệu thôi. Cổ trúc đài bước ngay lại quầy đặt nén bạc rồi nói. Tiền trả trước cho tên kia. Hắn dằn nén bạc rồi quay nói với ba người kia. Ta đi thôi. Vừa nói hắn vừa bước nhanh ra cửa và cũng không quên liếc nhìn chàng trai một lần nữa mà trong lòng có nhiều thắc mắc. Thật khách chỉ còn sầm gì bàn tán một lúc nữa rồi đâu lại vào đó. Vì nơi đây vẫn thường diễn ra lắm trò lạ lùng trong giới võ lâm riêng chàng trai lạ kia vẫn thản nhiên ngồi ăn uống bình thường như khi chàng ta bước vào. xong chàng gọi tiểu nhị đến tính tiền. tiểu nhị chạy đến nói: thưa công tử đã có người trả tiền rồi. chàng ta ngạc nhiên hỏi: ai vậy? tiểu nhị nhún vai mỉm cười: dạ, vị tam phi tiêu đoạt mệnh cổ trúc đại ạ. À. chàng trai lắc đầu, không quen biết mà trả dồn tiền. lạ thật. nói xong chàng ta lấy túi hành lý đi ra khi chàng vừa rời ghế thì nàng tô kỳ lan cũng đã bước nhanh ra trước chàng trai mấy bước khi vừa tới cửa nàng nằm rơi chiếc khăn tay nên vội cúi xuống nhặt lúc đó chàng trai kia vừa bước tới để ra cửa đang nép qua một bên để dễ dàng ra ngoài mà không vướng vào tô kỳ lan nhưng cũng ngay lúc đó tô kỳ lan vừa cúi xuống nhặt khăn đồng thời chờ chàng trai vừa chờ tới liền dùng cây gậy đánh chó đen bóng sử dụng chiêu thiên long xuất hình chỉ thấy đầu gậy hất ngược lên đông ngay vào giữa mặt chàng trai mới thấy như vô tình do nàng đẩy gậy mà không nhìn thấy chàng ta. Nhưng thật ra nàng muốn xem anh chàng này lúc nãy vô tình hay cố ý tránh được ba phi tiêu trong những động tác thật tự nhiên. Giờ đây cũng như lúc nãy khi cây gậy đến gần tới mặt thì chàng ta nghiêng mình ghim chân lại. Tức thì mũi gậy của Tô Kỳ Lan đâm vào khoảng không trước mặt chàng. Xuất chiêu đã hột mục tiêu, Tô Kỳ Lan vẫn tự nhiên như không cố ý đã đâm chàng trai bởi nàng lượm xong cái khăn liền đứng dậy. Khi vừa đứng là rất chiêu đầu, nàng tiếp tục chiêu thứ hai đoạn chỉ bắt khúc một cách vô tình. Là bây giờ nàng đứng lên thì cây gậy như quật ngang vào hai chân chàng trai. Cũng chẳng thấy chàng ta nói gì mà chân vẫn bước tới để ra cửa. Và khi thấy cây gậy của Tô Kỳ Lan quật ngược từ trước ra sau vào chân của chàng trai, thì lúc đó một chân chàng đã bước ra ngoài cửa, nghĩa là quá tầm quất của cây gậy chỉ còn một chân nữa mà ngọn cây nhắm ngay vùng mắt cá chân tấn công. Nhưng chân của chàng ta đã dơ lên. Nếu nhìn kỹ thì thấy hơi cao hơn bước thường một chút. Vừa đủ cho ngọn cây quất vào khoảng không lần nữa. Tô Kỳ Lan giật mình nhủ thầm. Anh chàng này không biết vô tình hay có bản lĩnh cao siêu. Mà mình sử dụng hai chiêu đều không đụng được chàng ta. Hay vì ta còn gượng ép trong tư thế giả bộ nên chưa đạt được tinh tế của chiêu thức tới đây chàng trai kia đã ra tận ngoài rồi nàng hơi tần ngần một lúc rồi sang đường khác thì đã có một lão hành khất đứng xin tiền khách bổ hành nhưng thực ra đang chờ tô kỷ lan thấy nàng đến lão hành khất này vội nói vẫn chưa tìm ra một dấu vết nào tô kỷ lan nói trưởng lão hãy tiếp tục khi nào có tin báo cho tiểu nữ biết ngay lão hành khất quay đi thì nàng gọi lại đưa cho lão một tấm giấy xếp nhỏ nói cứ như trong này mà hành động bảo bốn vị trong phân đà cải trang đúng như các tên công tử và cứ việc ra tay đừng ngoại phải làm như thật Lão Hành khất vội gật đầu thi lễ Lão Phu sẽ cho thi hành tôi kỳ lăn gật đầu chào nói xong đi nhanh vào con đường mà chàng trai kia đã đi lúc nãy Hồi tiếp theo man mác tỉnh nồng chàng trai rời khỏi Tửu điếm Hồng Dương lên ngựa thả bước kiểu thong thả ra vùng ngoại ô nhắm khu rừng phía bắc mà đi vừa đi chẳng vừa cố ý ngắm cảnh thiên nhiên nên đôi lúc ghìm cương cho con bạch mã đứng lại một chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình khi đến một khu đồi cây hơi thưa thớt vắng vẻ bỗng phía trước có tiếng la đồ xúc sinh đừng hòng dở trò với ta chàng trai nghe tiếng la liền xuống ngựa nhanh nhẹn bước gấp về nơi ấy thì thấy cô gái xốc sóc xếch mặt nem lúc kia đang bị bốn tên công tử có vó công vây đánh nàng vừa đánh lại vừa la lớn chúng bay là phần ăn cướp ỉ đông hiếp ít ta thả chứ chứ không sợ chúng bay đâu vừa nói nàng vừa đánh bên này đỡ bên kia mà bốn tên công tử võ công không tầm thường nên khi nghe cô gái chửi mắng tức giận la lớn thì ra a đồng này cũng có võ công muốn ăn đòn thì bốn công tử đây cho biết sự lợi hại chàng ta đã thấy từ xa đôi bên đánh nhau tán loạn chàng vội đi tới và lúc đó bốn tên công tử cùng lúc tấn công cô gái rất dữ dội Cô gái chỉ đỡ một đoàn thì ba tên kia từ phía sau và hai bên tung quyền và cước đánh chúng vào nàng ta bật ngã nhào xuống đất lăn đi mấy vòng. Chàng trai thấy vậy hết lớn. Mấy tên kia sao đánh người như vậy? Bốn tên công tử nhìn nhau bảo có người đến ta chuẩn thôi. Chàng trai định đuổi theo bốn tên công tử kia nhưng thấy cô gái đang nằm dưới đất nên dừng lại. Chàng bước nhanh đến để xem cô gái bị thương ra sao. Chàng vừa cúi xuống định đỡ cô gái thì nhanh như cắt Ngọn gậy của cô gái như mũi kiếm đâm thốc vào cổ của chàng trai. Chàng trai vừa nghiêng đầu tránh vừa đứng dậy. Thì cô gái như chiếc lò xo bật lên vào cây gậy vụt từ dưới lên tấn công chàng trai không chút nương tay. Chàng trai bước xéo sang bên tránh và la lớn. Cô nương, cô nương. Không để cho chàng nói thêm lời nào, nàng hét lên. Ngươi đừng hòng chạm vào người ta, ta sẽ giết ngươi. Giọng nàng căm giận, hận thù, Cây gậy trong tay nàng liền xuất chiêu mỗi lúc một dũng mãnh uy lực vô cùng. Chàng trai biết không ngăn được sự hiểu lầm của cô gái nên chỉ biết nhảy tránh. Xong cô gái này cứ mãi miết gia tăng tấn công bằng những chiêu sát thủ. Làm chàng trai phải thụt lùi rồi chàng ta núp người sau một thân cây lớn. Vừa cười vừa nói. Đã cậu bổng pháp của cô nương thật ảo diệu khôn lường. Hôm nay tại hạ được tiếp xúc thật hân hạnh vô cùng. Cô gái đã tung những chiêu thức lợi hại mà không chạm vào chàng trai rồi nghe chàng nhắc đến đả cổ bổng pháp một cách chắc chắn như vậy nên tự nhủ chàng ta quả thật là một cao thủ thượng thừa chứ không phải vô tình tránh được chiêu thức nghĩ thế nàng liền dừng tay nói ngươi nghĩ thế nào mà nói ta sử dụng đả cổ bổng pháp kia chứ chàng trai vẫn bình thản đáp đả cổ bổng pháp là một môn võ của cái bang và cũng chẳng thua kém gì một võ phái nào đó trong võ lâm phát huy được tới mức độ nào là do công phu người sử dụng Chàng nhìn cô gái rồi tiếp. Tài hạ nghĩ rằng cô nương là người có danh phận cao trong cái bang của bang chủ du thanh tuệ. Cô gái lúc này mới mỉm cười nhỏ nhẹ đáp. Thiếu hiệp là ai mà biết dưỡng phụ của ta? Chàng trai bước tới trước mặt cô gái chào đáp. Ồ, tài hạ thất lễ với tô kỳ lan cô nương quá, xin thứ lỗi cho. Cô gái mở lớn đôi mắt bồ câu ngạc nhiên hỏi. Tại sao thiếu hiệp lại biết cả tên ta nữa? Mà thiếu hiệp là ai sao chẳng nói cho ta biết quý danh hay là Nàng nói đến đó chợt ngưng lời và chỉ vào mặt nàng tiếp Hay là thiếu hiệp thấy mặt ta lem lúc như thế này không xứng đáng Chàng trai xua tay lia lịa đáp chặn lời Không không phải đâu cô nương đừng hiểu lầm tại hạ là Cô gái lại cắt lời dục Là gì cứ nói đi sao ấp ống thế Chàng trai hơi do dự rồi nói Tại hạ là trầm trương mới bước vào giang hồ Cô gái vẫn giọng ngạc nhiên. Thiếu hiệp nói là mới bước vào giang hồ tại sao lại biết được danh tính của ta và về cái băng nữa. Chàng trai mỉm cười. Đó là do sư phụ tại hạ dạy tại hạ tất cả các việc, các môn phái, nhân vật, đặc điểm võ học ở võ lâm. Nên việc biết danh tính của cô ngương và cái băng cũng đã có gì là khó. Cô gái gật đầu. Nhưng dẫu sao thiếu hiệp là một người rất thông minh nên vừa tiếp xúc sự việc đã nhận được hơn nữa sư phụ của thiếu hiệp chắc hẳn là một cao nhân lịch lãm giang hồ không biết ta có hân hạnh được biết cao danh đại tánh của sư phụ thiếu hiệp hay chăng chàng trai là trầm trương mỉm cười đáp tôi cô nương mới thật là thông minh và khéo nói lắm tôi kỳ lan chặn lời thiếu hiệp nói thế là có ý gì trầm trương vui vẻ bởi tại hạ thực tình đề cập đến danh tính của bang chủ cái bang là dưỡng phụ của cô nương thì cô nương khéo néo hỏi danh tính của sư phụ tại hạ nhưng cũng chẳng sao sư phụ của tài hạ nào vô địch chi giả. Tô Kỳ Lan lộ vẻ ngạc nhiên. Vô địch chi giả, một trí tôn võ lâm, một người biết nhiều về võ lâm, người đã già trăm tuổi rồi phải không thiếu hiệp. Trầm trương gật đầu thì Tô Kỳ Lan tiếp. Hèn gì Trầm Thiếu Hiệp là một đại cao thủ thượng thừa. Ta thành thực xin lỗi Thiếu Hiệp. Trầm trương chặn lời. Có gì đâu cô nương nói thế tô kỳ lan nói trước hết ta muốn xin lỗi thiếu hiệp về việc giả bị bốn tên công tử tấn công trầm trương hỏi lại ồ bốn tên công tử lúc nãy chắc là đệ tử cái bang đã hành động theo lệnh của cô nương tô kỳ lan gật đầu đúng vậy trầm trương lại hỏi mà cô nương làm như vậy để làm gì tô kỳ lan đáp để xem thiếu hiệp là cao thủ hay kẻ may mắn trầm trương cười có lẽ cô nương muốn đề cập đến ba ngọn phi tiêu nhắm tại hạ làm bia phải không tô kỷ lan hỏi ngay sao thiếu hiệp biết việc ấy à trầm trương bình thản đáp tên phóng phi tiêu rất thiện nghệ mới có biệt danh là tam phi tiêu đoạt mệnh thì vô tình làm sao tránh được tô kỷ lan gật đầu cả hai chiêu bổng pháp của ta nơi tử điếm trầm trương mỉm cười đúng chiêu pháp của cô nương vô cùng nguy hiểm tô kỷ lan lắc đầu thế mà thiếu hiệp tránh rất tuyệt trầm trương cũng lắc đầu đáp chẳng qua là may mắn Tô Kỳ Lan nũng nịu hứ một tiếng. Rồi nàng vùng vằng bước đi vông gậy đả cầu đập đập vào đám cỏ phía trước. Đầu đây có tiếng nước suối chảy về hướng nàng Tô Kỳ Lan đang đi. Trầm Trương nhìn bầu chảy xanh bao la rồi thổng thẳng đi phía sau Tô Kỳ Lan. Cứ theo triển đổi đi xuống một lúc là có một dòng suối nhỏ. Tô Kỳ Lan quay nói với Trầm Trương. Nước suối này trong lành lắm. thiếu hiệp có uống cũng tốt không có gì ngại. Trầm Trương hỏi. Thế cô nương khắc lắm sao? tài hạ có đem theo nước uống nếu cô nương nói sớm tài hạ đưa cho uống khỏi đi xuống đây tô Kỳ lan chỉ vào mặt mình rồi nói còn cái mặt ta nem nước thế này rửa không được sao trầm trương nghe vậy chỉ biết cười rồi lên phía dòng suối khoác nước vào mặt mình nghe mát dịu chẳng những ở ngoài ra mặt mà như mát cả trong lòng trong khi tô kỳ lan đang loay hoay rửa mặt thì trầm trương đã lên trước đứng chờ một lúc sau tô kỳ lan đã đi đến sau lưng chàng rồi nàng cất tiếng gọi thiếu hiệp chúng ta lên chứ trầm trương quay lại nhìn và như dán chặt đôi mắt chàng vào gương mặt của tô kỳ lan với sự kinh ngạc si mê tô kỳ lan lên tiếng mặt ta rửa chưa sạch thiếu hiệp nhìn sửng sốt vậy trầm trương giật mình ấp ống à à không phải tô kỳ lan hỏi tiếp vậy thiếu hiệp thấy gì mà sững ra thế trầm trương cười giả lả cô nương đẹp quá tô kỳ lan hơi cúi xuống kéo tà áo hỏi chứ lúc nãy ta xấu lắm sao trầm trương thực thả lúc nãy cô để tóc rối bù mặt nọ lem làm sao nhìn cho ra cái đẹp hằng nga của cô nương cho được tô kỳ lan quay người bước nhanh nói thiếu hiệp cũng thường tán tỉnh các cô gái khác như thế sao trầm trương nói ngay không có chuyện đó đâu tài hạ nghĩ sao nói vậy cô nương đừng nghi ngờ tô kỳ lan vừa đi vừa nói làm sao ta biết được thiếu hiệp thật hay không thật trầm trương đi một bên đáp Tại hạ vừa bước vào giang hồ Có lẽ chưa ai biết tại hạ Và tô cô nương đây đã biết được tại hạ Và cả sư phụ tại hạ nữa Tô Kỳ Lan mỉm cười Thế ta là người hân hạnh nhất Trầm chân lắc đầu Đó là sự chân thật của tại hạ Và cũng muốn hỏi cô nương một điều Tô Kỳ Lan gật đầu Có điều gì xin thiếu hiệp cứ hỏi Trầm chân gật đầu Cô nương chắc du hành nhiều nơi rồi phải không? Tô Kỳ Lan lại gật đầu rất nhiều nơi. Trầm Trương chặn lời ngay Thế cô nương cũng quen biết rất nhiều người chứ Tô Kỳ Lan cười nói Từ nhỏ ta theo dưỡng phổ Lưu Linh đây đó Và mới hơn một tháng nay Trong tình hình gây cấn giữa triều đình nhà Tống Của chúng ta và nước Kim Nên trong giang hồ lại lắm phức tạp Nàng ngưng một lát rồi tiếp Do vậy dưỡng phổ sai ta Cùng tám trưởng lão truy tìm tin tức Về cái chết của hai môn phái Bạch Khạc và Thanh Thành Nó có nhiều bí ẩn lắm Mà theo dưỡng phổ có thể là âm mưu của quân Kim nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối nào trầm trương hỏi thế sao cô nương lại có ý theo dõi tại hạ tô kỳ lan đáp ngay nếu thiếu hiệp là cao thủ thì có thể có dính dáng về chuyện bạch khạc thanh thành không trầm trương gật đầu à ra thế ngưng một lúc chàng lại hỏi nếu vậy trên đường nhiệm vụ chắc cô nương đã có kết bằng hữu với nhiều người phải không tô kỳ lan liếc nhìn trầm trương rồi mỉm cười đáp À ta có quen với một người Trầm Trương hỏi nhanh Đã quen với một người Tô Kỳ Lan gật đầu Đúng vậy Trầm Trương hỏi tiếp Là ai vậy Tô Kỳ Lan đáp Trình Tuyết Hân Trầm Trương hỏi lại Nữ nhi à Tô Kỳ Lan cởi giận Chẳng lẽ Trình Tuyết Hân là nam nhi Trầm Trương thở vào và không hỏi gì nữa mà đi nhanh hơn Tô Kỳ Lan lên tiếng Thiếu hiệp thiếu hiệp Trầm Trương vẫn không trả lời mà cứ mãi biết đi Tô Kỳ Lan bước nhanh theo gọi lớn Thiếu Hiệp Lúc này trầm trương dừng lại Thì Tô Kỳ Lan liền trách Ta gọi mãi sau Thiếu Hiệp chẳng trả lời Trầm trương hỏi lại Tại sao cô nương cứ gọi tại hạ là Thiếu Hiệp Thiếu Hiệp hỏi vậy Tô Kỳ Lan nhìn xa xa đám mây lãng trôi Nói nhỏ nhỏ Chứ tại sao cứ gọi ta là cô nương hỏi vậy Cả hai đột nhiên yên lặng Và nhìn bâng quơ Nghĩ đâu đâu Chẳng ai nói với ai một lời nào nữa bóng chiều đã ngả mặt trời sắp sửa khuất sau ngọn núi phía tây bầu trời mùa thu xanh ngắt vài đám mây trắng thật cao lờ lững trôi chậm chậm tầng ngọn gió heo may lành lạnh làm rơi rụng từng chiếc lá vàng xào sạc trên đám lá khô bên con đường mòn một lúc thật lâu chậm trương bước đến bên cô gái khẽ gọi tô tiểu muội tô kỳ lan ngước mặt nên nhìn vào đôi mắt của chàng và trên môi hồng của nàng cất tiếng ngọt ngào trầm huynh Lúc ấy bỗng có đôi chim vừa bay tới đậu trên cành cây cất tiếng hót níu lo thánh thoát và rất chịu mến đưa nhau về tổ. Khi mặt trời sắp sửa tắt tia nắng cuối cùng của một ngày, trầm trương lên tiếng: "Tô muội chúng ta đi thôi." Tô Kỳ Lan gật đầu. Muội có con tuấn mã để ngoài kia, trầm trương mỉm cười. Vậy chúng ta hãy đến nơi ấy lấy ngựa vậy. Khi đến nơi cột ngựa của Tô Kỳ Lan thì trầm trương cất tiếng phát lên âm thanh gọi con bạch mã của chàng và trong chốc lát đã thấy bạch mã băng mình chạy đến cả hai nhận nên hai con tuấn mã quay ra lộ lớn trầm trương hỏi bây giờ tôi muội đi về đâu tô kỳ lan đáp muội phải trở lại thị trấn để gặp tám trưởng lão trầm trương do dự một chút rồi nói nếu vậy muội cứ trở lại thị trấn còn huynh có việc gấp phải đi ngay đến thị trấn lạc xuyên tô kỳ lan chặn lợi hay là ngày mai huynh hãy đi để muội cùng đi với sau khi sắp xếp công việc với tám trưởng lão Trầm Trương suy nghĩ một hồi rồi nói. Trong năm ngày nữa mẹ đến Lục Xuyên. về huynh phải hoàn tất nhiều việc nữa của sư phụ. Như vậy tiện hơn vì chúng ta ai cũng có nhiệm vụ vì đất nước cả. Tô Kỳ Lan gật đầu. Thế cũng được nhưng gặp huynh nơi đâu ở Lục Xuyên. Trầm Trương đáp. Ngọc Hương Tửu vào giở ngọa. Tô Kỳ Lan gật đầu. Thôi được xin tạm biệt trầm huynh. Trầm Trương đáp. Hẹn tô muội ở Ngọc Hương Tửu điếm. Thế là hai người liền phi ngựa theo hai hướng của mình sau cái nhìn đầy lưu luyến. Mỗi người trong lòng họ đang diễn biến phức tạp trong tình cảm lạ lùng nhất đối với họ. Không hẹn mà cả hai vừa cho ngựa chạy một đoạn, đột ngột dừng ngựa lại và cùng quay nhìn nhau. Cả hai liền đưa tay vẫy chào với bao lưu luyến và gửi gắm bao lời hẹn hò chịu mến. Sau đó họ mới quay ngựa và thực sự thúc vó lao đi để lại những đám bụi mổ. Thị trấn Lục Xuyên rất phồn thịnh, và khách võ lâm cũng thường lui tới nên các tiểu lầu lữ quán không khi nào vắng khách nhất là những tiểu lầu mà khách võ lâm thích đến như yến thanh lữ điếm chẳng hạn hôm nay nữ điếm yến thanh này cũng đông như mọi ngày mỗi bàn đều có hai ba người ngồi hầu hết đều có mang theo gươm đao và những binh khí lạ của khách vào nơi đây chứng tỏ rằng yến thanh lữ điếm quả như lời đồn Là nơi quy tụ đông đảo khách võ lâm nhất hai người trung niên ngồi cùng bàn nhìn sang bàn bên cạnh rồi nói với nhau nhà sư mà cũng vào lữ điếm uống rượu người kia nói chu bằng hữu đừng nói vậy họ là môn đệ của phái thiếu lâm đó người họ chu lại nói nhà sư chỉ uống trà thôi ai đời vào nơi này lại uống rượu trước bao nhiêu thực khách hà huynh nghĩ có phải không nào người họ hà liếc về phía hai nhà sư nói hai nhà sư đó là tâm châu và quảng ân là hai cao đồ của thiếu lâm mà họ cũng thường vào đây uống rượu thôi mà Việc làm sai ngũ cấm trong giới Phật thì họ chịu nhân quả, chứ ta chẳng nên bản tán thêm họa vào thân. Vào lúc đó lại có bốn người ăn mặc y phục màu lam như các đạo sĩ bước vào nên người họ hạ lại nói. Chu bằng hữu nhìn kìa, lại có bốn người môn đồ phái hoa sơn võ công rất cao là tứ trụ của hoa sơn đó. Những người này chắc vào đây uống rượu. Chợt bên ngoài có một chiếc xe song mã vừa ngừng trước tử điếm. Trên xe có hai nàng tiểu thư quá tuổi đôi mươi với sắc đẹp làm thu hút mọi đôi mắt của thực khách trong phòng khi hai nàng ta bước vào. Nếu lúc đó có ai chú ý nhìn về phía hai nhà sư cũng phải lắc đầu. Vì hai nhà sư trẻ kia đôi mắt năm năm có vẻ thèm thuồng ngẩn người đánh dây trung rậu. Khi đó mới giật mình nhìn nhau mỉm cười nhau mắt. Hai nhà sư nói nhỏ với nhau mà đôi mắt cứ liếc về phía hai cô gái đang ngồi ăn nơi phía bàn ở sắt góc tượng ngoài. Nhà sư Tâm Châu nói giọng nho nhỏ đổ hai người nghe. Hai nàng ấy đẹp quá. Quảng Ân gật nhẹ, tuyệt vời. Tâm Châu lại kề sắt Quảng Ân nói. Sư Huynh tính sao? Quảng Ân niếc nhìn xung quanh rồi đắp thật khẽ. Tìm thời cơ vỗ lấy mỏi. Tâm Châu nheo mắt tí lại gật đầu. Sư Huynh tính đúng ý đệ. Quảng Ân mỉm cười. Vì vậy mới có được danh lưỡng sư huynh hệ đồng nhất tâm đấy chứ trong khi đó hai cô gái vẫn ăn uống tự nhiên với các món mà hai nàng rất vừa khẩu vị phía bàn có bốn người gọi là tứ chủ hoa xuân đang bàn luận nho nhỏ một người nói ngày mai đôi phu thê tăng phi khải sẽ từ thị trấn ngọc lâm đến thị trấn lục xuyên này nếu vậy dạng đông ngày mai chúng ta đi ngọc lâm ngược chiều hành trình của chúng tất nhiên sẽ gặp chúng khoảng giữa đường và như thế tiện hành động cho chúng hơn một tên khác nói chúng ta nên nhớ tăng phi khải có bốn tên hộ tống võ công rất cao song tứ chủ hoa sơn chúng ta không ngại điều đó chỉ làm sao lấy cho được tấm địa đồ trong tay tăng phi khải mà thôi tên thứ ba giọng điểm tĩnh tin tức là như thế nhưng chúng ta phải biết ứng phó nhanh lẹ giải quyết cho nhanh chóng để đạt được thành công nếu không tất sẽ bị sư phụ của phạt phiền lắm đó nghe vậy cả bốn tên đều không nói thêm lời nào mà hình như họ đang suy tính riêng tư rồi cặm cụi ăn uống trong không khí nặng nề còn phía bên kia hai cô gái đã gọi tiểu nhị để trả tiền rồi ra xe xong mã để xả ích cho xe chạy đi. Xe chạy một lúc khá lâu, khi ngang qua khu đồi thoai thoải cây cối xanh tốt lá nhiều. Chợt phía sau có hai thất ngựa phi nước đại lao tới, chẳng mấy chốc hai con ngựa đã đuổi kịp chiếc xe. Lúc ấy gã xả ích nhìn thấy hai kỵ sĩ là hai nhà sư trẻ ăn uống trong yến thanh lữ điếm vừa rồi nên đỡ lo ngại. Hai nhà sư chạy cặp hai bên cố xe xong mã nên xả ích liền hỏi. Nhị vị nhà sư đi đâu đấy? Nhà sư Quảng Ân đáp. Về thị trấn Ngọc Lâm. Trả lời xong Quảng Ân liền hỏi lại. Các hạ đưa nhị vị cô nương đi đâu đó? Gã xả ích đáp. Về Liễu Gia Trang. Nhà sư tên Châu cũng hỏi. Liễu Gia Trang ở đâu? Gã xả ích đáp. Chẳng hai dặm đường nữa là đến. Gã xả ích nhịp roi cho ngựa chạy nhanh hơn rồi tiếp. Hết khúc đường rừng đồi này nó đến rồi đấy. Không chần chừ nhà sư quảng ân liền nhún người rời lưng ngựa nhảy đến đáp quọn cạnh nơi gã sở x và nghe hự một tiếng làm gã sở x liền buông cương hai tay xuôi xuống tắt thở tức thì động tác tiếp theo là nhà sư quảng ân liền chộp sắc gã sở quăng vuốt vào mé rừng rồi chộp lấy dây cương ghìm xe lại hai cô gái trong xe thấy vậy hốt hoảng nhảy ra khỏi xe hét lớn các ngươi làm gì vậy ăn cướp ư quảng ân cười hề hà đáp hả hà, hà tiểu thư tài hạ rất thích tiểu thư nên phải đi theo từ yến thanh lữ điếm đến đây đấy cô gái đi cổng liền nạt lớn không ngờ các ngươi là sư hổ mang tâm châu cười ha hạ đáp cô ngưng đừng nghĩ chúng ta là nhà sư vì đầu không tóc mà cứ tưởng tượng chúng ta có tóc trên đầu thì thành hai chàng trai tuấn kiệt ngay mà nói dứt cả hai nhà sư liền xông đến chộp hai cô gái nhưng hai cô gái liền vung quyển đánh trả hai nhà sư lách mình tránh né rồi nói các cô nương chớ đánh cho mệt sức hãy để dành sức lực ấy đi chốc nữa hắn vẫy vùng. rất lời hai nhà sư này xuất chiêu lẹ làng điểm huyệt hai cô gái rồi ôm cô ta băng mình chạy nhanh vào mé đồi cây lá rậm rạp tìm nơi khuất kín hai nhà sư đặt hai cô gái nằm trên lớp lá khô rồi thong thả cởi bộ cà sa của mình ra vắt lên nhánh cây gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay cởi chiếc áo ngoài của hai cô gái hai cô gái không cỡ quẩy không la được tiếng nào chỉ thấy đôi mắt của hai nàng ròng lệ tuôn trào và mở trừng trừng căm giận tuổi nhục vô cùng hai nhà sư đưa tay định mở chiếc áo trong thì chợt có tiếng quát xúc sinh làm ô nhục phật đạo cả hai nhà sư hốt hoảng đứng phát dậy rồi nhìn thấy mình trần truồng vội chụp lấy áo cột ngang lưng người vừa quát lúc nãy lại lên tiếng hãy cầm vũ khí lên lúc này hai nhà sư liền cầm trường kiếm rồi nói ngươi là ai tại sao xen vào việc của chúng ta người này tay cầm thanh kiếm có bao kiếm đen tuyền cẩn những hạt dạ minh châu nho nhỏ mặc võ phục nhìn chằm chằm vào hai nhà sư rồi đáp quảng ân tâm châu là hai cao đồ của thiếu lâm lại dở trò hiếp đắc như thế này không xử không được quảng ân hỏi lại ngươi là ai mà biết chúng ta người này gằn giọng ta à, cứ xem như một lãng tử tên trầm trương quảng ân cười khẩy hừ lãng tử trầm trương tên này ta chưa nghe trong giang hồ trầm trương khẽ gật đầu phải rồi khi các ngươi nghe là đã vĩnh biệt cõi đời như vậy chỉ nghe một lần rồi chẳng bao giờ được nghe nữa quảng ân tức bực láo láo trầm trương lắc đầu ta nói thật đấy các ngươi hãy chuẩn bị giao đấu đi tâm châu hét lên được lắm ngươi sẽ nếm sự lợi hại của thiếu lâm rút lại cả hai nhà sư cùng lúc vung trường kiếm ập tới tấn công trầm trương bằng những chiêu sát thủ ngay trầm trương khẽ nhíu mày thân pháp nhẹ nhàng di động thanh kiếm vẫn nằm trong bao vung lên cho đỡ sát chiêu của đối phương trong khi đó hai nhà sư đã đánh ra năm sáu chiêu mà vẫn thấy đối phương chưa rút kiếm nên cùng quát lớn một tiếng thay đổi kiếm pháp tạo nên những vùng kiếm mảnh mịt mờ và kiếm phong xé gió réo lên lành lót vi vu quả rất uy dũng và lợi hại vô cùng đến lúc này trầm trương mới rút thanh hồng nhật kiếm ra khỏi vỏ và như con rồng nhỏ vẫy vùng len nổi vào vùng kiếm mảnh của đối phương một cách khéo léo và tài tình làm cho đối phương lùi lại lúng túng tức thì thanh hồng nhật kiếm chật lóe ánh đỏ lên chớp người lồng lộng vẫy vùng chụp vào hai nhà sư như hai ánh xẹt những tiếng hét hãi hùng của hai nhà sư quảng ân và tâm châu cũng vang vọng trước khi tắt lìm thì hồng nhật kiếm đã cho vào bao tử lúc nào trầm trương liền bước đến giải khai huyệt đạo cho hai cô gái để hai nàng trở lại bình thường từ nãy giờ hai cô gái tuy không cử động và nói năng được Nhưng mắt đã thấy rõ cuộc giao đấu Ta đang nghe rõ những lời đối đáp Nên khi cả hai được giải khai huyệt đạo Cả hai liền đến thi lễ và nói Chúng ta xin đa tạ ân của Trầm Thiếu Hiệp Trầm Trương liền đáp Việc ấy đừng nhắc đến Tài hạ xin hỏi hai cô nương có biết điều khiển xe song mã không Chứ người xã ích của xe đã bị hai nhà sư giết chết quăng sắc ở mé đổi rồi Cô gái đi với tiểu thư đáp Thưa biết chúng ta điều khiển được Trầm Trương gật đầu, được thế thì tốt lắm. Trầm Trương nhìn quanh rồi nói, hai cô nương hay mặc áo choàng ngoài vào rồi ra xe xong mã về ra trang đi. Hai cô gái vừa lấy áo choàng mặc vào thì Trầm Trương liền nói, tại hạ xin cáo tử. Rất lời Trầm Trương liền phóng mình ra mé lộ và nhảy lên nâng con bạch mã lao đi thật nhanh. Hai cô gái còn ngẩn người nhìn theo, cho đến lúc không còn thấy bóng dáng chàng thiếu hiệp họ Trầm đâu nữa mới từ từ ra xe xong mã đi về liễu ra trang cô gái liền lên làm xả ích và nàng tiểu thư kia vào trong xe thì hai con ngựa liền cất vó kéo xe chạy nhanh cô gái xả ích vừa nhịp dây cương và quay nói với nàng tiểu thư ngọc kiều tiểu thư nếu hôm nay không được vị trầm thiếu hiệp ra tay cứu cho chắc phải chết nhục nhã bởi hai tên sư hổ mang ấy rồi ngọc kiều tiểu thư liền đáp đó là đại ân đối với chúng ta không bao giờ chúng ta quên được cô gái xả ích lại nói lúc nãy sau tiểu thư không ngỏ lời mời trầm thiếu hiệp về ra trang của mình ngọc kiều tiểu thư đáp chưa kịp ngỏ lời thì chàng ta đã phóng người đi rồi cô gái xã ích vẫn chưa ngưng nên nói thêm kiếm pháp của trầm thiếu hiệp thật kỳ ảo ghê hồn ngọc tiểu thư tán động đúng đấy kiếm pháp quả là có một không hai hơn nữa hình như chàng ta sử dụng báu kiếm gì lạ quá cô gái xã ích tiếp luôn phải rồi ánh kiếm chật rực đỏ rồi lóe chớp là hai tên nhà sư bị giết chết quả là báo kiếm rồi lúc này xe xong má đã đi hết đoạn đường đồi xanh nhiều cây cối nên cô gái liền nói chúng ta sắp đến liễu gia trang rồi đấy cô gái xả ích nhịp cương hai con ngựa cùng tăng vó sải lao nhanh hơn trên con lộ lớn ngọc kiều tiểu thư nhìn phía trước rồi nói mỹ duyên hãy cho xe chậm lại để quẹo vào lộ nhỏ đấy tức thì cô gái mỹ duyên cho xe chậm chậm rồi quạt vào con lộ nhỏ để đến liễu gia trang Hồi tiếp theo Lãng tử và máu kiếm Trong thị trấn Lục Xuyên Tuy cũng có nhiều quán tiệm Có món chay dành riêng cho người ăn chay song không nơi nào nấu ngon hơn lạc thiên quán Bởi vậy khách tu hành Trường trai đều thích ghé vào nơi này Tuy nhiên ở lạc thiên quán Vẫn có món mặn Cũng rất ngon mà khách giang hồ đều biết tiếng Do đó nơi đây đôi lúc cũng có những phiền phức giữa khách giang hồ ăn mặn và người ăn chay nhưng điều ấy cũng không đáng kể vì cũng không ngăn cản được khách vào nơi đây. Bởi thế trong lạc thiên quán có cả tăng lẫn tộc, có cả công tử tiểu thư và khách giang hồ võ lâm đủ hạng. Trong bản ăn vẫn luôn có tiếng bản cãi, chuyện vãn với nhau một cách quá ư tự nhiên nên mặc chuyện ai ai nói, chuyện ai ai nghe không ai e ngại gì cả. Chỉ có những người muốn tìm biết rõ la trong những lời hàn huyên của thực khách thì chú tâm lắng nghe sẽ rõ được tin tức xa gần trong sinh hoạt hay trong trốn võ lâm giang hồ có hai vị lão nhân đang nói với nhau nho nhỏ vừa đổ cho người nghe hai gã vừa gọi bình dậu ngũ tiên nương là tay danh kiếm của quảng tây mà nghe nói đã tung hoành khắp một vùng trên sông tẩm giang của quảng tây nay cũng vào đến vùng trung nguyên rồi người kia liếc hai gã ấy rồi nói sao đào huynh biết bọn ấy người họ đào đáp cách đây mấy hôm họ đến nơi đây để gặp bằng hữu của họ nên lão phu nghe họ gọi nhau nên biết được người kia lại tiếp nhưng họ có phải là những tên ma đầu mà chúng ta đã có lần nói chuyện với nhau không? Người họ đào gật đầu. Chứ là huynh không còn nhớ cái tên tầm răng song sát của giới hắc đạo hay sao? Người kia gật cổ. À, đó là hai đại cao thủ của giới hắc đạo. Tự tung tự tác gây nhiều tội ác. Thế mà chúng vào nơi đây chắc chẳng đem đến chuyện lành cho thị trấn đâu. Cả hai não nhân chỉ nhìn nhau khẽ lắc đầu tự thán uống nốt chung rượu như thế cố xua đuổi bao uất nghẹn bất bình vừa lúc đó có hai ni cô vào quán nhưng trong quán khá đông thực khách nên cả ba chưa tìm ra bàn nào vừa ý thì một trong tầm giang song sát ngồi ở bàn gần hai Nico cô đang đứng liền lên tiếng nói nhị vị Nico cô hãy cùng ngồi bàn với chúng ta cho vui nào hai vị Nico cô không đáp mà đi thẳng vào bàn trống phía trong khi vừa ngang qua bàn của họ tức thì tên kia liền đẩy nhanh thanh kiếm chặn lại nói chúng ta đã mời xong Nico không vào ngồi mà dám bỏ đi như vậy. Một Nico vẫn thản nhiên đáp, không ai ép bắt chúng ta được. Tên này cười gần, tầm giang song sắt muốn nào phải được. Nico lại nói, đừng nói nhiều lời. Vừa nói Nico vừa hất kiếm sang một bên để bước đi. Nhưng tên kia liền đưa tay chộp vào ngực của Nico. Nên Nico buộc lòng phải bỏ thanh kiếm bước lùi một bước để tránh cái chộp của đối phương. Tên ấy nói, hứa khánh lợi của tầm răng song sắt này quyết không cho hai ni cô vào bàn trong đó xem hai ni cô làm gì nào hai nico cô liếc nhìn nhau rồi quay người bỏ ra khỏi quán lập tức tên kia nhanh hơn trận nơi cửa nói mạc tiêu sinh này cũng nhất quyết buộc hai ni cô phải ngồi vào bàn ăn với chúng ta lúc đó hai lão nhân bàn tán lúc nãy lại sầm sì bàn tán họ đảo lại nói hai ni cô ấy thuộc phái nga mì cũng là tay võ công cao cường Bây giờ đụng độ với hai tên ác quái này thật đáng ngại lắm. Còn lúc đó ở bên ngoài cửa này có một vị khách đeo trường kiếm với bao kiếm cỡ những hạt dạ minh châu nho nhỏ. Vẫn đứng bên ngoài cửa để xem chuyện của đôi bên. Lúc đó một ni cô nói. Hai ngươi là tầm giang song sắt muốn gì được đấy ư. Chúng ta không bằng lòng ngồi ăn với các ngươi thì các ngươi cứ sanh sự như vậy sao? Tên hứa Khánh Lợi nói. Một vùng Quảng Tây của Tầm Giang đều khiếp vía khi nghe đến danh chúng ta nên chúng ta vào vùng trung nguyên này để xem kẻ nào dám chống đối với chúng ta một ni nói chúng ta là ni cô diệu tánh và huệ tâm nhất quyết cho bọn ngươi biết truyền thống kiên cờ của nga mi phái đây cả hai bật cười lớn rồi một tên nói ha 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 được hãy xem đây tức thì hai tên sắp công vào hai ni vừa trong năm chiêu chiếc áo sắm nhạt của hai ni đã bị tầm răng song sắt xé soạt một cách dễ dàng đổ thấy võ công của chúng quả thật cao siêu. Hai ni cô đang lúng túng thì có tiếng nói cổ vị khách đeo bao kiếm nạm dạ Minh Châu đang đứng ngoài cửa vang lên. Hai tên xúc sinh làm điều bỉ ổi. Các ngươi dám sỉ nhục người cửa Phật ư. Hơn nữa họ là nữ nhi, là ni cô các ngươi có biết không? Hai tên song sát cùng cất tiếng kể lớn, rồi hứa khánh lợi hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là cái quái gì mà dám hỗn láo với ta? vị khách đeo kiếm ấy liền quay người đi như ánh sao xẹt vọt ra cửa đứng nơi sân trống phía trước lạc thiên quán để lại tiếng nói còn vang lộng hãy ra đây hai tên xúc sinh lúc ấy hứa khánh lợi đã tuốt kiếm liền lao theo ra và lập tức xuất chiêu như ánh chớp nghĩ rằng sẽ chém đứt tức khắc đối thủ nên tên còn lại là mạc tiêu sinh vẫn thong thả đi ra chậm, chậm chậm chờ kết quả nhưng người đấu trường hứa khánh lợi đã tung liên tiếp ba chiêu nhưng không chạm vào đối thủ khi vị khách kia vẫn vung bao kiếm chống đỡ mà chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc ấy tên mạc tiêu sinh mới giật mình lao tới hết lớn một tiếng, liền xông vào sắp công rất quyết liệt. Chỉ thấy thân hình vị khách kia biến nào khó lường tránh né kiếm chiêu của đối phương rất tuyệt vời. Đến lúc này vị khách kia mới rút kiếm ra khỏi vỏ, thì ánh kiếm lấp lánh chớp rà lung linh làm cho hai tên tầm răng song sắt phải trụ bộ tức khắc. Hứa Khánh Đại cất tiếng hỏi. Ngươi là ai hãy báo danh đi Vị khách cười khẩy đáp Các ngươi sợ rồi phải không Mà kiêu sinh nản lớn Ngươi đừng phách lối Vị khách nói Để hai ngươi chết không còn ấm ức Nên ta nói cho hai ngươi biết danh tánh của ta Hứa khánh đợi quát ngay Hãy báo danh tính đi đừng nhiều lời Vị khách nói Ta là Trầm Trương Một lãng tử của giang hồ võ lâm nước tống này Các ngươi nghe rõ chưa Hai tên tầm giang song sát nhìn nhau khẽ lắc đầu rồi đồng cười lớn có ý khinh thường. Nhưng Mạc tiêu sinh chật thoải. Thanh kiếm trong tay người chắc là báo kiếm. Vị khách là trầm trương đáp. Hồng nhật kiếm, ngươi đã nghe rõ chưa? Mạc tiêu sinh kinh ngạc kêu lên. Hồng nhật kiếm ư, thế thì chúng ta phải giết ngươi cho được để lấy báo kiếm ấy. Trầm trương cởi gần. Các ngươi vừa ác lại vừa tham vì vậy ta không tha cho các ngươi đâu lập tức trầm giang song sát cùng hét lên tiếng lớn rồi cùng xuất chiêu tấn công trầm trương rất quyết liệt phải nói rằng hai tên ma đầu này quả thật võ công rất cao kiếm pháp rất ảo diệu chính vì thế mà chúng đã vẫy vùng một phương nổi danh ở tầm giang quảng tây nhưng giờ đây đối đầu với trầm trương cả hai đã học công hợp thủ qua hai mươi chiêu vẫn không chiếm được thượng phong mà càng ngày càng đúng thế thật nghe tiếng hét lớn của trầm trương hồng nhật kiếm trong tay chàng hồng lên ré chớp những ánh quang đỏ rực bắn xẹt trộp vào hai đối thủ xuyên qua màn kiếm ảnh của chúng tức thì những tiếng la kinh hoảng vang lên thân hình trầm trương tung lộn trên không đáp ra bên ngoài vòng đấu năm sáu bước thanh hồng nhật kiếm đã tra vào vỏ đứng sừng sững nhìn đối phương hứa khánh lợi và mạc tiêu sinh đều đang chống kiếm xuống đất mắt trận chừng như không muốn cho thân hình đầy máu ngã đỏ nhưng hai thân hình ấy lắc lư mấy cái rồi cùng ngã trên mặt đất dãy nảy lên mấy cái rồi im lịm cái chết của tầm giang song sát thật kinh hoàng làm những người chứng kiến đều kinh ngạc và bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía trầm trương khi họ không dám lớn tiếng thốt ra song trong lòng họ đều nói nhỏ nhỏ lãng tử trầm trương cái tên lãng tử trầm trương chẳng mấy chốc nổi lên trong thị trấn lục xuyên này kể từ hôm nay Vào lúc đó hai vị nico bước đến thi lễ nói chúng ta là nico thuộc phái nga mi may được trầm tiếu hiệp cứu cho xin ghi lòng tạc dạ ơn sâu Trầm Trương cũng đáp lễ nói Chuyện nhỏ xin chớ quan tâm Quý ni cô hãy vào ăn uống đi Hai xác chết kia tại hạ sẽ cho người đưa đi khỏi Vừa lúc đó lão trưởng quầy bước đến hỏi Trầm Tiếu Hiệp đừng bận rộn hai xác chết ấy để chúng ta lo liệu Trầm Trương đưa cho lão nén bạc là lão hiểu ý cảm ơn Hai ni cô như muốn nói điều gì nhưng Trầm Trương liền lên tiếng trước Tài hạ xin cáo từ nhị vị ni cô. Rất lời chàng bước nhanh đến con bạch mã nhảy lên ra roi đi như bay biến để lại sự ngẩn ngơ nối tiếc cho hai vị ni cô và cả mọi người hiện diện nơi đây lúc này người họ đào mới nói với lão nhân kia lãng tử trầm trương một thiếu hiệp xuất hiện lại có thanh báo kiếm hồng nhật kiếm pháp vu xong quả từ đây bọn hắc đảo đều phải khiếp vía và dân lành đỡ khốn nguy lão nhân kia nói nước tống chúng ta lúc này sao lắm nguy cơ đến thế ngoài biên cương quân kim đang muốn hục hạc với quân tống ở à, triều đình nha đâu các quan chức có xích mích gì đó còn nơi các thị trấn bọn ma đầu hắc đạo lại lộng hành quả là tống quốc chúng ta đáng lo âu đấy thế là hai người chỉ nhìn nhau khẽ lắc đầu uống cạn bình rượu rồi dắt tay nhau ra đi còn chàng trầm trương cho ngựa chạy lòng vòng qua nhiều con lộ nhỏ rồi nói một mình tìm quán để ăn cái gì đã chàng cho ngựa chạy vào một nơi xa xa khu tấp nập tìm một quán ăn nào yên tĩnh để có một bữa ăn ngon lành đến một quán bên bờ hồ cây cảnh nên thơ chàng nhìn thấy bảng hiệu đề hồng hoa đình nên ghé ngựa vào chàng ông dung vào phòng ăn cũng không nhiều khách lắm Xong hình như nơi đây thực khách đang trầm ngâm ăn uống thong thả tư lự thoải mái lắm tiểu nhị nên bước đến chàng ngước nhìn thấy tiểu nhị là nhi nữ nên chàng nhìn chung quanh thấy tiểu nhị nơi đây toàn là nữ cả cho ta bình hồng quân tẩu hai đùi gà quay một đĩa mì xào giòn nữa nhé tiểu nhị mỉm cười gật đầu bước nhanh vào trong và chỉ chốc lát đã mang ra cho chàng rồi nói Xin mời quý khách Cô gái khẽ cúi chào rồi lui vào trong Trầm Trương lúc nãy định vào lạc thiên quán để ăn Vì nghe nói nơi đây có nhiều món ăn rất ngon Nhưng lại gặp chuyện nên đành phóng ngựa đi chỗ khác ăn Chứ bụng đã đói rồi Bởi vậy giờ đây chẳng ăn rất ngon lành và tự nhiên Phòng ăn rất rộng rãi, mỗi bàn cách nhau hơn 4 năm bước nên rất thoải mái, thoáng đạt. Trầm Trương chỉ chăm chú ăn uống tự nhiên, cho đến lúc xong chợt nhìn lên thấy bàn đối diện, một cô gái mặc võ phục để thanh kiến trên bàn có nét ăn vừa xong đang uống trà liếc nhìn chàng mỉm cười chàng cũng tự nhiên mỉm cười lại rồi rót trà thong thả uống thỉnh thoảng liếc về bàn cô gái ấy lại gặp lúc cô ta đang nhìn chàng cô gái khoảng đôi mươi rất đẹp và thanh lịch đôi mày cong như tô điểm cho đôi mắt long lanh và đôi môi hồng phẳng phất làm cho gương mặt trái xoan thêm nét duyên dáng của một tiểu thư đại cách hơn là một nữ hiệp giang hồ Chợt từ trong nhà sau của hồng hoa đình có tiếng đàn tỳ bà vang vọng lên, tiếng dạo đàn thánh thoát, rồi một tấu khúc âm điệu bổng trầm vi vút, làm cho lòng người như mơ như tưởng đến một thiên đường mộng mị ảo tưởng. Tiếng đàn có lúc lại réo rắt như tiếng nước chảy suối reo, có lúc dập dồn như thác đổ phong ba, rồi mây trôi gió thổi ngút ngàn, chợt âm trầm lắng động rồi tan biến trong hư vô. Tiếng đàn lại nhẹ nhàng ngưng bật trong núi tiếc của người nghe. Chàng trầm trương liền ngẫu hứng vỗ tay khen thật một mình. Bỗng cô gái ở nơi bàn đối diện cất tiếng nói. Ồ, Thiếu Hiệp cũng là một nghệ sĩ với tâm hồn ưa chuộng tiếng nhạc quá nhỉ. Trầm trương thấy mình vì ngẫu hứng vỗ tay tán thưởng nên cô gái mới có lời như thế nên chẳng bảo chữa. Không đầu tại hạng nghe khúc nhạc hay nên vô ý vỗ tay tán thưởng xin cô nương hoan hỷ cho. Cô gái mỉm cười đáp. Ta cũng là người rất say mê âm nhạc nên thường đến nơi này vì nàng Kiều Tiên Tiểu Thư còn là chủ nhân của Hồng Hoa Đỉnh này, nên có ngón đàn thật tuyệt mà Thiếu Hiệp vừa nghe đấy. Trầm Trương liền nói, à thì ra đó là tiếng đàn của Kiều Tiên Tiểu Thư, vì tài hạ mới đến lần đầu nên không hiểu được. Cô gái nói, vậy Thiếu Hiệp nên đến đây thường xuyên như ta thì sẽ được nghe nhiều tấu khúc thật tuyệt vời của chủ nhân Hồng Hoa Đỉnh này. Trầm Trương gật đầu, có lẽ tài hạ làm theo lời cô nương vào lúc đó có hai tên gia đình hấp tấp bước vào đến trước mặt cô gái nói nhanh. Thưa tiểu thư. Hắn ngọc ngừng thì cô gái nói. Việc gì nói đi. Hắn liếc nhìn chung quanh rồi nói tiếp. Trang chủ có việc gấp nên cho mời tiểu thư về ngay. Cô gái giọng bình tĩnh. Được ta sẽ về. Rồi nàng quay sang trầm chân nói. Ta có việc nhà xin cáo biệt hẹn lúc nào gặp gỡ sẽ luận đàm cùng thiếu hiệp về âm nhạc nhé. Trầm Trương mỉm cười, rất thân hạnh cho tại hạ cô gái chào chàng rồi cùng hai tên gia đình bước nhanh ra ngoài còn lại một mình trầm trương gọi thêm bình chàng ngồi tư lự với hương trà thơm ngạo ngạt chợt có tiếng nói khe khẽ thanh thao xin chào thiếu hiệp trầm trương giật mình quay mình nhìn thì thấy một tiểu thư hương sắc lộng lẫy tóc mây óng ngả buông thả trên bờ vai chảy dài xuống lưng mượt mà đôi môi hồng giữ một nửa nụ cười với đôi mắt thoáng buồn xa xôi nhìn chàng nói tiếp hình như thiếu hiệp rất thích âm nhạc trầm trương kéo ghế mời nàng ngồi rồi đáp có lẽ vậy nàng tiểu thư giọng oanh vàng có một người biết thưởng thức tiếng đàn của mình thì thật là đáng quý bởi vậy ta ra đây để tiếp chuyện với thiếu hiệp trầm trương liền đáp quả là rất thân hạnh cho tại hạ rồi chàng nhìn nàng nói tiếp lúc nãy tại hạ có được nghe tiếng đàn của kiều tiên tiểu thư quả là tuyệt vời nên hứng thời có cử chỉ vô tay đắc ý không biết có làm phiền lòng tiểu thư chăng nàng tiểu thư kiều tiên mỉm cười đáp từ lâu chưa thấy có một người nào hứng khởi chú tâm vào tiếng đàn như thiếu hiệp nên đó là điều hân hạnh cho ta đấy rồi nàng nhìn trầm trương hỏi thiếu hiệp có quen biết với cô gái ngồi bàn bên kia không trầm trương lắc đầu vô tình ta vỗ tay nên cô gái ấy mới có lời đàm luận nhận xét vậy mà rồi chàng ngưng một chút liền hỏi mà cô gái ấy quý danh là gì và có lẽ ra chàng có việc nên gia đình mới mời về gấp đấy Kiều tiên tiểu thư mỉm cười đáp Cô nương cũng thường đến đây ăn uống Và ta thường đàn để cô ta nghe Vì cô ta cũng là một người sử dụng đàn độc quyền cầm rất điêu luyện Kiều tiên ngừng một lúc rồi tiếp Cô ta là một nữ hiệp thì đúng hơn Thấy trên bàn có hai cái trung ngọc và một bình rượu đặt trước mặt Kiều tiên Thì nàng thong thả rót rượu đầy hai trung ngọc và nói Buổi sơ giao xin mạo muội hỏi quý danh tiểu hiệp Trầm trương mỉm cười đáp tài hạ là trầm trương kiều tiên liền trao cho chàng một trung dậu rồi nói xin đừng đột mời trầm thiếu hiệp một trung dậu để gọi là sơ giao chắc không làm phiền trầm thiếu hiệp chứ trầm trương liền đáp nói cho đúng là tài hạ hôm nay được may mắn nhiều việc kiều tiên chặn lời trầm thiếu hiệp may mắn gì nào trầm trương giọng thành thật may mắn thứ nhất là được nghe tiếng đàn tuyệt vời của chủ nhân hồng hoa đỉnh may mắn thứ hai được quen biết với kiều tiên tiểu thư và may mắn thứ ba chẳng nói đến đây ngừng lại uống nốt chung rượu thì kiều tiên liền hỏi may mắn thứ ba là gì vậy thưa trầm thiếu hiệp trầm trương đặt trung ngọc xuống rồi nói may mắn thứ ba là được uống rượu quá ngon như thế này nàng kiều tiên thở ra một cách kín đáo vui vẻ vừa rót rượu cho chàng vợ nói trầm thiếu hiệp uống rượu rất xanh đó là bát tiên tử đã được bốn mươi năm rồi song ta không để nguyên vô bình mà sang qua một bình tầm thường này đấy vào lúc đó có chiếc song mã chạy vào sân Kiều Tiên liền nói Mẫu thân ta đã về Ngọc ngừng một chút nàng lại tiếp Xin phép cáo từ Trầm Thiếu Hiệp Nàng nói xong mỉm cười thông thả bước ra sân Để đưa mẫu thân nàng vào phòng ở giấy bên kia Trầm Trương liền gọi cô gái tiểu nhị để tính tiền Rồi bước ra nên ngựa phóng đi Khi ấy hoàng hôn sắp đổ xuống vạn vật Nên chàng lẩm bẩm Sáng sớm mai ta phải lên đường Nên tìm lữ quán ngủ sớm thì hay hơn thế là chàng lại nhịp cương trong bạch mã lao nhanh hơn vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ hai tiểu thuyết lửa thù kiếm hận của tác giả trần thanh vân nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký vào hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo